cùng với Yên Tử, Hồ Thiên và Ngọa Vân là hai địa danh nổi tiếng gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp tu hành của vua Trần Nhân Tông cũng như thiền phái Trúc Lâm và là chốn tu hành của nhiều vị cao tăng qua nhiều thế kỷ. Trong đó, chùa Hồ Thiên được xây dựng vào thời Trần là nơi đăng đàn thuyết pháp của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi đệ nhị tổ Pháp Loa kế tục sự nghiệp của Trần Nhân Tông vào thế kỷ 14, ông đã cho xây dựng ở đây hàng chục công trình với quy mô đồ sộ để làm nơi truyền giảng đạo. Trải qua nhiều thế kỷ, đến nay chỉ còn lại dấu tích, song chùa cổ Hồ Thiên vẫn là minh chứng tiêu biểu cho thời kỳ hoàng dương của Phật giáo Trúc Lâm thời Trần. Chùa Hồ Thiên nay thuộc địa bàn thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Chùa có tên chữ là Chù Phong, được xây dựng trên núi Phật Sơn, một ngọn núi thuộc dãy Yên Tử trong vòng cung Đông Triều. Chùa nằm giữa Long Động, tức là chùa Lân và Ngọa Vân. Phía trước là chùa Quỳnh Lâm. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí chép, chùa Hồ Thiên ở xã Phú Ninh, huyện Đông Triều dựng từ triều Trần. Còn bia tháp Viên Thông tại chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Chí Linh, Hải Dương được dựng từ năm thứ 5, niên hiệu Đại Trị, tức năm 1362, đời vua Trần Dụ Tông ghi. Năm Nhân Tuất, niên hiệu Đại Khánh thứ 9, tức năm 1322, Pháp Loa sáng lập các am Hồ Thiên, Chân Lạc. Như vậy, có thể khẳng định rằng Hồ Thiên được Phổ Tuệ Tôn Giả, đệ nhị tổ của thiền phái Trúc Lâm Pháp Loa khai mở năm 1322. Theo sử cũ ghi lại, năm 1317, đệ nhị tổ Pháp Loa bắt đầu cho mở mang và xây dựng chùa Quỳnh Lâm thành một tự viện lớn và có vai trò quan trọng bậc nhất trong hệ thống tự viện của thiền phái Trúc Lâm. Do vậy, bên cạnh Quỳnh Lâm, Pháp Loa đã cho dựng một số am khác phục vụ cho việc tu học của các tăng sinh, trong đó Hồ Thiên là am có vai trò rất quan trọng. Quỳnh Lâm nó là một cái trường học để mà giúp cho tăng ni thành tựu tất cả những cái pháp học về nền tảng của giới định thuận đầy đủ. Tức là cái pháp học đã thành tựu rồi thì các ngài một số đã về đây, là khi khu chùa này ở Hồ Thiên này là dụng tâm. Dụng tâm tức là đã nắm được cái kiến thức vững vàng, cái giáo lý giáo luật vững vàng rồi, có cái nền tảng rồi, thì về đây là cái điểm để dụng tâm để thực hiện cái thực hành cái giáo lý đấy. Thì cho nên đây đó là một cái ngôi chùa là chỗ dành cho chư tăng gọi là chuyên tu tập. Tên gọi Hồ Thiên bắt đầu từ truyền thuyết cho rằng trên đỉnh núi có hồ nước, hàng năm có đôi hạc trắng thường xuyên bay về với câu ca. Hoa sen lúc nở lúc tàn, đôi chim hạc trắng thanh nhàn tiêu dao. Thực tế, trên núi không có hồ nước mà chữ hồ ở đây có nghĩa là hội tụ và chữ thiên là trời. Hồ Thiên ở đây là nhằm chỉ cảnh Phật cõi tiên để ca ngợi cảnh đẹp nơi chùa được xây dựng. Chùa tọa lạc ở độ cao 580m so với mực nước biển. Theo thuyết phong thủy, chùa nằm ở vị thế rất đắc địa, linh thiêng. Lưng chùa tựa vào một vách núi cao, hai bên có hai dãy núi chảy xuôi, nhô ra tạo thành thế tay ngai vững chắc. Chùa được xây dựng theo hướng Bắc Nam, mặt nhìn về hướng Nam. Ba mặt Bắc, Đông và Tây được bao bọc bởi núi cao. Phía Nam là những đồi đất thấp nhấp nhô, tạo thành một vùng phúc địa ở giữa với thế Long Trầu, Hổ Phục rất đắc địa. Vị trí chùa đã cho thấy đệ nhị tổ Pháp Loa vô cùng dụng công trong việc lựa chọn địa điểm để làm nơi đào tạo các vị cao tăng. Về cái thuận lợi của chùa Hồ Thiên là ở trên núi nó có mặt bằng, nước là yếu tố quan trọng thứ hai thì đã có rồi, không khí. Và môi trường rất là thanh nhã và yên tịnh. Phía Nam thì hướng gió là tốt lành vào mùa hè, mang những coi như là không khí trong lành cũng như những dưỡng chất từ biển vào, cho nên nó đảm bảo những cái yếu tố rất thuận lợi cho thân thể này để cho tinh thần mình phát huy được cái thanh tịnh và cái công phu của mình được rất là nhân duyên rất là tốt cho sự tu hành.
Kết quả thám sát năm 2008 đã làm xuất lộ tổng thể mặt bằng nền móng kiến trúc, cho thấy chùa Hồ Thiên xưa có quy mô rất lớn, được xây dựng theo kiểu chuôi về với mặt bằng hình chữ công. Cấu trúc chùa gồm 3 công trình kết nối với nhau là tiền đường, thiêu hương và thượng điện. Nền chùa được bó vỉa bởi những phiến đá xanh cỡ lớn, được mài nhẵn và xếp chồng khít với nhau rất vững chắc. Dấu tích nền tiền đường gồm 6 vì, 5 gian, 3 hàng cột chính, trong đó còn có 20 tảng cây cột bằng đá trang trí cánh sen lớn với những đặc trưng của cánh sen giai đoạn cuối thế kỷ 16. Phần chui về được xây phía sau có mặt bằng cao hơn tiền đường. Các tảng cột trong phần chui về không trang trí. Diện tích hậu cung rộng hơn 130m², trong đó có 20 chân cột, phần đá bó nền được gia công cẩn thận, mài nhẵn mặt xếp khít lên nhau. Ở qua các cái cuộc tham sát tại quật khảo cổ ấy thì được các nhà khoa học đánh giá là các cái cấu kiện, các cái chân tảng thì có cái đường kính rất là lớn, ví dụ như là cột cái khoảng từ 60 đến 80, còn cột quân, cột hiến thì khoảng tầm từ 40 đến 50. Trên cơ sở cái chân tảng nó rất là lớn, thế thì có thể đánh giá được là quy mô của chùa cũng rất là lớn. Phía sau chùa là khu vườn tháp nằm ở phía bắc, hiện có 6 ngôi tháp, trong đó có một tháp 7 tầng còn tương đối nguyên vẹn. Ngôi tháp đá 7 tầng có kiến trúc mang dấu ấn đặc trưng của tháp đá thế kỷ 17. Tương truyền, khi mới được xây dựng, tháp chỉ có 5 tầng, sau được xây thêm 2 tầng. Tháp trước đây không có tượng Phật, sau này khi tôn tạo đã được bổ sung thêm. Chùa cũng vẫn còn lưu giữ lại được một tháp tổ bằng gạch có niên đại từ thời Hậu Lê. Trải qua nhiều biến thiên của thời gian, tháp bị mất chóp, nay đã được phục dựng lại. Đầu năm 2020, khu vườn tháp được trùng tu với nhiều hạng mục quan trọng như tháp lục giác 9 tầng bằng chất liệu gốm đất nung với chiều cao hơn 8 mét. Các hoa văn, họa tiết trang trí theo mẫu gốm đất nung thời Trần. Nằm cạnh vườn tháp là khu nhà bia được xây theo kiểu chữ đinh. Tiền đường nhà bia xây bằng gạch đỏ, chính giữa hậu cung là tấm bia đá lớn. Bia được tạc bằng đá xanh, cao cả bệ là 2,76 mét. Xung quanh đế bia chạm nổi lưỡng long trầu nguyệt và hoa văn vân xoắn uốn lượn mềm mại. Chữ trên bia được khắc bằng chữ Hán cách điệu. Toàn bộ tấm bia là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, chạm trổ công phu, sắc nét và mang đậm phong cách thời Lê. Cùng với chùa chính, vườn tháp, nhà bia thì khu tịnh thất tại chùa Hồ Thiên cũng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Các tịnh thất sử dụng mái đá tự nhiên làm nơi tu tập, là minh chứng sống động cho phương pháp tu học của Phật giáo Trúc Lâm, đồng thời giúp giải mã, làm sáng tỏ những di tích tương tự tại Yên Tử. Cấu trúc và quy mô của quần thể kiến trúc chùa Hồ Thiên đã khẳng định vai trò quan trọng của chùa trong hệ thống chùa tháp của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, cho thấy sự gắn bó mật thiết của di tích này với trung tâm Phật giáo Quỳnh Lâm và quần thể di tích Ngọa Vân. Nói đến Hồ Thiên hay hệ thống các tự viện của Phật giáo Trúc Lâm, không thể không nói đến công lao to lớn của đệ nhị tổ Pháp Loa. Thiền sư là người đã kế thừa và phát triển sự nghiệp mà sơ tổ Trúc Lâm, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã tạo lập, góp phần quan trọng vào việc hoằng dương Phật Pháp, phát triển thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Trong cái giáo hội của Trúc Lâm thì Ngài đứng một vai trò như là một cái đỉnh cao. Khi sơ tổ là người sáng lập, nhưng mà phát huy thì là Ngài Pháp Loa, là tổ thứ hai. Và với cái quy trình của Ngài thì cái tầm cỡ và cái sức ảnh hưởng của Ngài vừa kể cả trong nội điển cũng như là mọi cái công tác vật sự thì Ngài rất là chú trọng cái việc đào tạo chúng ta, cho nên là thiết lập cái hệ thống chùa chiền rất là kỹ càng. Chính vì như vậy mà Phật giáo Trúc Lâm thời đó ở dưới cái sự hướng dẫn của Ngài là người thành tựu rất lớn, thành tựu rất nhiều. Trong thời gian đứng đầu giáo hội Trúc Lâm, đệ nhị tổ Pháp Loa đã có những đóng góp quan trọng trong tổ chức giáo hội Phật giáo một cách có hệ thống, lập sổ bộ tăng ni và tự viện trong cả nước. Cùng với đó, đệ nhị tổ Pháp Loa đã quy tụ được nhiều Phật tử, đẩy mạnh phong trào tu học rộng rãi trong xã hội, nhiều chùa, tháp được xây dựng và trùng tu, cho đúc hàng nghìn tượng Phật là những di sản quý báu cho đời sau.
Ngài đã để lại dấu ấn đặc biệt trong việc thành lập các trung tâm, học viện, các cơ sở Phật giáo tiêu biểu của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, trong đó có Hồ Thiên. Tại đây, Đệ Nhị Tổ Pháp Loa chú trọng chăm lo việc mở giảng các lớp thuyết pháp về Phật giáo, chú giải nhiều kinh điển, viết nhiều sách giáo khoa Phật học. Những tư tưởng thiền học của Thiền sư Pháp Loa cũng giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống thiền học Trúc Lâm Yên Tử thời Trần. Ở đó, tư tưởng vô chấp, vô trụ, Phật tâm, kiến tính thành Phật, chân như, tự tính, bản thể được Ngài khai thác và vận dụng trong đời sống thiền hành, hoằng dương chính pháp cho thấy giá trị to lớn, góp phần hướng Phật, định tâm, lý giải sâu sắc thêm những vấn đề cốt tủy trong nền tảng Phật học. Chính pháp của Ngài đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ, soi sáng con đường tu tập của chúng tăng. Ứng dụng tất cả các pháp tu trong nhà Phật, rửa lòng mình, làm cho tinh thần của mình nó trong sáng, nó với cảm ứng với Phật, với Tổ được. Cái tinh thần này nó sống động, gặp vật sáng mai ra, gặp vật lợi vật, gặp người lợi người, để pháp giới chúng sinh đều được thiện lành. Sau Trần Nhân Tông, các vị Đệ Nhị Tổ Pháp Loa, Tam Tổ Huyền Quang đã nối tiếp truyền thừa, mở rộng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Các ngài vừa quản lý giáo hội Trúc Lâm, vừa phát triển thiền học, đồng thời đào tạo tăng tài, Phật tử, xiển dương chính pháp, biến những tư tưởng thiền học từ lý luận trở thành thiền học hành động với nhiều thành tựu, tạo nên mốc son rực rỡ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại cho Phật giáo Trúc Lâm trong giai đoạn triều đại nhà Trần. Từ miền non thiêng Yên Tử, tinh thần Trúc Lâm đã khởi phát và lan tỏa khắp nơi, đến nay đã thu hút đông đảo Phật tử tham gia tu tập. Được về chốn tổ Hồ Thiên, nơi mà Nhị Tổ Pháp Loa đã lập nên cái chốn mà nhập thất, tu thiền, miên mật của các vị thiền sư đời nhà Trần, nhưng mà rất xúc động. Pháp thân của các ngài để lại cho chúng ta, từ đời nhà Trần tới giờ, Sơ Tổ Trúc Lâm, Nhị Tổ Pháp Loa và sau này Tam Tổ Huyền Quang, cái pháp thân nó chính là nền tảng giáo lý, những con đường soi sáng cho chúng ta tu tập theo tinh thần bài Cư Trần Lạc Đạo là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, nói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mặc bóng thiền. Các vị tổ phụ minh từ xưa đã gây dựng lại thiền phái Trúc Lâm cho chúng ta có những sự sách để được học. Từ đây là chúng ta về thì mình sẽ nên đọc sử sách nhiều hơn, hiểu rõ hơn về thiền của Việt Nam chúng mình. Sau đó là mình sẽ sống và hành theo những lời dạy của chư tổ. Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua, chùa cổ Hồ Thiên huy hoàng trong lịch sử, đến nay chỉ còn lại dấu tích, chủ yếu là nền móng của các công trình được xây dựng dưới thời Lê Trung Hưng. Năm 2018, chùa được tu bổ tôn tạo với quy mô lớn, diện tích trên 18 hectare, tổng mức đầu tư gần 64 tỷ đồng. Thời gian tới đây thì thị xã Đông Triều tiếp tục chỉnh trang ở các khu vực di tích đã được khảo cổ để sắp xếp bài trí cho phù hợp theo các kiến nghị của chuyên gia UNESCO để cho du khách có thể hình dung được cái quy mô kiến trúc ở trước đây của chùa Hồ Thiên để nhân dân dễ tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về di tích chùa Hồ Thiên. Chùa Hồ Thiên đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 2006. Chùa cũng là một trong 14 điểm di tích thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Với những giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo, chùa Hồ Thiên là điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu, một điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình về với thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm.